24 tháng 10, Hoa Khôi Du lịch 2017 Khánh Ngân đã có buổi gặp gỡ với truyền thông báo chí để thông tin về việc tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn Cầu 2017 được diễn ra từ ngày 23 tháng 10 đến ngày 3 tháng 11 năm 2017 tại Albania, châu Âu. Hoa hậu Hoàn Cầu là cuộc thi được đánh giá là một trong 8 cuộc thi sắc đẹp lớn trên toàn thế giới. Năm nay, cuộc thi quy tụ 62 người đẹp đến từ khắp nơi trên thế giới tham dự. Hoa Khôi Khánh Ngân bất ngờ gây cho giới mộ điều khi xác nhận tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn Cầu 2017 trước thềm tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Thế giới. Tại buổi họp báo, Khánh Ngân chia sẻ rằng cô cùng ekip hỗ trợ mong muốn mang đến một hình ảnh Khánh Ngân biến hóa hơn, đa dạng hơn so với những gì mọi người đã thấy trước đó. Và cô cũng đã chuẩn bị một phần quà đặc biệt mang yếu tố văn hóa để dành tặng cho 61 bạn thí sinh và ban tổ chức của cuộc thi. Đối với Ngân, khi đến với cuộc thi Miss Love thì Ngân muốn thử sức cũng như hiểu được bản thân mình đã trải qua và đã có thể thực hành được những gì mà mình đã được học, được các thầy cô huấn luyện các kỹ năng để biết mình được khả năng mình tới đâu, sức chịu đựng mình ở đâu và mình có thể cảm thấy thoải mái hơn với một môi trường quốc tế khi các bạn đến từ các đất nước khác nhau chứ không phải là các vùng miền khác nhau trong nước nữa. Khi mà đến với Miss Love và Ngân không ngờ là với số lượng 63 bạn thi đến từ khắp tất cả các nơi trên thế giới thì Ngân cảm thấy khá là hồi hộp vì không biết làm với một cô gái nhỏ bé đến từ một đất nước Việt Nam xa xôi bay tới châu Âu và bạn phải hoàn thiện hết tất cả cũng như có thể thích nghi được như thế thì không biết là mình có làm được hay không. Nhưng mà Ngân lại suy nghĩ lại rằng là với những cái mình đã chuẩn bị, với những cái mình đã học được thì không việc gì mình phải không tự tin cho bản thân mình như thế. Và khi đến với cuộc thi thì Ngân cảm giác là ô, mình còn được học được nhiều hơn những gì mà mình đã phải bỏ ra. Thực sự mà nói thì Ngân là một cô gái không có thích nói nhiều, cũng không có thích nói là ồ, cô tôi là sẽ muốn là cô tôi phải được như vậy. Tất nhiên mình sẽ có những cái mục tiêu riêng cho bản thân mình, nhưng mà Ngân luôn muốn trả lời trước báo giới, trước truyền thông và trước với tất cả khán giả đang luôn theo dõi Ngân rằng Ngân sẽ luôn cố gắng hết sức. Còn kết quả như thế nào, kết quả ra sao, hãy để ban tổ chức Miss Love và tất cả các khán giả xem, theo dõi Ngân, thấy được những cố gắng của Ngân và thành quả Ngân đạt được. Điều đặc biệt Ngân muốn mang tới với cuộc thi không chỉ đơn giản là tôi là một cô gái đẹp và cô đến từ Việt Nam và mọi người sẽ thấy tôi đẹp như thế nào, mọi người sẽ thấy tôi giỏi như thế nào, mà mọi người sẽ thấy khi tôi đến với Việt Nam, mọi người sẽ hiểu về con người tôi, con người Việt Nam, nơi mà tôi sinh ra và lớn lên để có thể quảng bá về những cái của Việt Nam. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về các kỹ năng giao tiếp, trình diễn và cập nhật thông tin văn hóa du lịch trong vòng 7 tháng vừa qua, hy vọng rằng Khánh Ngân sẽ đem đến một kết quả tốt và tiếp tục khẳng định vị thế của nhan sắc Việt trên đấu trường sắc đẹp quốc tế.